Thưa quý vị, hơn 20.000 chiếc lồng đèn được thắp sáng tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Vào hôm thứ Bảy vừa qua, hơn 20.000 chiếc lồng đèn đã được thắp sáng như một lễ hội truyền thống tại thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đây là năm trở lại đầu tiên của lễ hội này sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Trong năm nay, rất nhiều chiếc lồng đã được thiết kế theo hình con ngựa, mang ý nghĩa chúc mừng năm mới trong năm Giáp Ngọ 2014. Chiếc lồng đèn lớn nhất tại đây có chiều cao là 45m và rộng đến 15m. Chiếc đèn này có tên gọi là Wamabeten, dịch ra trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là hàng chục ngàn con ngựa đang phi nước đại. Truyền thống treo đèn lồng được cho là đã có ở Thẩm Dương từ gần 400 năm trước. Vào năm 1625, thành phố này đã từng trở thành kinh đô đầu tiên của nhà Thanh và được đổi tên là Shangjing, có nghĩa là kinh đô thần thánh. Lễ hội lồng đèn nói trên đã được bắt đầu từ hôm ngày 6 tháng 2 và sẽ được kéo dài cho đến hết ngày 14 tháng 2 sắp tới.